Chào các bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên, sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy ảnh phim. Như các bạn đã biết, bây giờ thì các máy ảnh kỹ thuật số đã thống trị thế giới rồi. Và những người sử dụng máy phim rất là hiếm. Máy phim bây giờ nó chỉ ở trong các viện bảo tàng hoặc là đam mê của một số người sưu tập thôi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn được các bạn sơ lược về một máy phim. Trước hết là để chụp được máy phim thì nó cũng đơn giản thôi. Và chúng ta giải quyết được về độ tốc độ màng chập này, tiêu cự và độ mở của ống kính. Và chúng ta sẽ có một bức ảnh đẹp. Đẹp hay không tùy thuộc vào khả năng chụp của mỗi người. Thì trên một cái máy ảnh này nó cũng không khác những cái máy ảnh số. Ví dụ là chúng ta, cái ISO này là cái độ nhạy của phim. Chúng ta để ISO càng thấp đấy thì nó càng mịn này. Các phim trên thị trường họ ghi phim Kodak 100 hay Kodak 200 mới chính là chúng ta phải chỉnh cái ISO này. Ngoài ra một số người họ sử dụng cái phim outdated, cái phim hết hạn đấy, phim quá hạn lưu kho ấy, thì người ta có thể nâng được cái ISO này tùy với phim, tùy vào kinh nghiệm. Còn nếu ISO cao thì người ta sử dụng ví dụ như 800 mà 1600 này, người ta chụp ở trong cái rạp xiếc ấy, nơi mà không được bật đèn flash nên ảnh hưởng đến các diễn viên mà đu dây ấy. Những cái phim mà có ISO rất là cao, 800, 1600 này, 3200 này, thì chụp ở trong đêm mà không cần phải đèn flash, nhưng cái độ nhiễu của nó sẽ cao. Vậy cũng như máy ảnh số ấy, chúng ta mà muốn chụp được cái đối tượng mịn ấy, thì chúng ta sử dụng ISO thấp thôi, cỡ ISO 100 mà đẹp để chụp người. Đây về ISO của phim. Cái này với cái máy cơ này thì cũng không quan trọng, vì một số cái máy cơ đời cổ nó còn chả có ISO cơ. Đây. Hai là tốc độ chụp đây. Cái tốc độ chụp này chính là cái tốc độ mở màn chập đây. Bạn nhìn này, tôi sẽ mở máy ảnh cho bạn xem nhé. Đây. Đây tôi lên phim này và kéo co. Máy đang đạt ở tốc độ 125. Bạn nhìn nó mở rất nhanh này. Đấy. Vậy khi mà tốc độ càng cao nó đóng màng chập càng nhanh, thì thời gian lộ sáng càng ít thôi. Vậy tôi để tốc độ 1000 này. Vậy tốc độ chụp này để làm cái gì? Ví dụ ta chụp con chim chẳng hạn, con chim đang bay chúng ta phải để tốc độ cao. Ví dụ như một, hoặc là vận động viên đang chạy thì ta phải để tốc độ cao. Đấy, tốc độ 1000 này. Còn nếu chúng ta chụp phơi sáng ấy, chúng ta chụp phơi sáng chúng ta thể chụp tốc độ B này. Cái tốc độ B này thì cái tốc độ chữ B này thì nó cho chúng ta lộ sáng này. Lúc đó là màng chập sẽ mở ra khi nào ta bỏ tay. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Hay chúng ta bỏ tay ra thì nó đóng lại. Vậy chúng ta thích lộ sáng bao nhiêu là tùy chúng ta, như là lộ sáng mà quá lâu thì dẫn tới cháy phim. Và khi mà chụp lộ sáng này thì cần phải máy ảnh thăng bằng tốt, phải sử dụng tripod hoặc là dây bấm mềm ấy, dây bấm này. Chứ không phải bấm bằng tay, không phải tì vào gì đó rất là chặt để chụp. Này nó ứng dụng bằng chụp ảnh pháo hoa. Vậy thì chụp một cái bức ảnh thì đầu tiên chúng ta phải chỉnh cái tốc độ này. Tốc độ mở cửa màng chập đây. Tốc độ đóng mở cửa màng chập đây. Thông thường hay dùng 125. Với cái máy Nhật ấy, người ta hay sử dụng 125. Còn máy ở Nga họ dùng 60. Tôi chỉ 125 đây. 125 các bạn nhìn nhá. Sau khi chúng ta giải quyết được về tốc độ chụp rồi thì chúng ta phải, cái vấn đề nữa chính là cái độ mở của ống kính này. Đây. Đây chưa cái độ mở của ống kính. Nếu mà chúng ta để càng rộng ấy thì ánh sáng càng vào nhiều. Nào, chúng ta phải chỉnh sao cho ánh sáng. Mà chúng ta thu nhỏ vào thì ánh sáng thì giống như chúng ta mở cửa sổ ấy. Mở lớn thì nó sáng nhiều vào, mở nhỏ nó sáng ít vào. Vậy vấn đề đó nếu ta mở rộng quá và tốc độ chụp không phù hợp ấy, thì nó dẫn đến là cháy phim, có thể ảnh sẽ bị quá sáng hoặc là không hiển thị nổi ảnh. Đấy, thế là khi mà người ta chụp mặt trời ấy, là người ta phải vặn cái, tôi gọi cho không sử dụng ngôn ngữ nhiếp ảnh mà tôi gọi là cái cửa mở này, cho nó là thấp nhất này. Tôi khi mà chụp mặt trời chúng ta phải đặt cỡ 16 này. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, nó nhỏ.
Đấy, nhả ra to đấy. Vậy thì sao? Vậy khi mà chúng ta vặn cái này, chúng ta để cửa sổ nhỏ ấy mà chụp đối tượng ấy, thì đối tượng ấy rất nét và độ sâu ảnh rất sâu. Vậy nhưng mà các bạn mà muốn chụp xóa phông ấy, thì các bạn lại sử dụng tốc độ cao và cái cửa mở thật rộng ra, ảnh sẽ nông và sau hậu cảnh ấy bị xóa xoáy điên đảo tùy vào cái chất lượng lens. Ví dụ tôi mở 4 chẳng hạn, mà tôi sẽ về đặt tốc là 125, hoặc là tôi đặt 2,8, tốc độ là 250, thì bạn sẽ đạt được cái hiệu ứng mà chụp xoáy điên đảo rồi. Đó. Còn cái cuối cùng ấy, chúng ta chỉ giải quyết là cái độ mở thôi, cái cửa này mở rộng hay hẹp đây, cái cửa để cho ánh sáng vào nhiều hay ít đây. Đấy. Đấy, cửa vào nhiều hay ít. Cái tốc độ chụp ở đây 60 125 đây. Thông thường người hay dùng 125 đây. Cái máy Nga họ hay dùng 60. Và cái cuối cùng chính là cái tiêu cự ấy. Tiêu cự là gì? Tiêu cự là chúng ta lấy nét ấy, ví dụ ta vặn là chúng ta dùng một cái thấu kính để ta soi một cái vật đấy, chúng ta chỉnh bằng tay sao cho nó rõ nét đấy. Thì cái tiêu cự này chính như vậy. Ví dụ đối tượng cách chúng ta 2 mét này, chúng ta vặn là 2 mét này. À, đối tượng như máy này là chụp được bao nhiêu, chụp xa nhất là 10 mét này. Còn đến xa nữa vô cực, cứ vô cực thì lúc đó nó không ý nghĩa nhiều đấy. Còn về cái lens thì chúng ta nào, ví dụ lens đây thì f bằng 50 mm thì nó là ống kính trung bình. Ống kính trung bình thì giống như chúng ta nhìn thấy cảnh vật nó thật nhất, chúng ta nhìn trực diện con người. Còn ống kính góc rộng ấy, nhẹ nhỏ hơn 50, hoặc như ống mà f bằng 35 ấy, thì chúng ta thu được cái hậu cảnh rất là lớn, như ảnh rất rất là sâu, ảnh 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 rất là nông, ảnh rất là nông, một người rất là mặt bị biến dạng. Cho nên những cái ống kính F35 họ không sử dụng để chụp mặt người, nó gọi ống kính góc rộng ấy. Để người ta chụp đám cưới đám ma lấy được nhiều ảnh ấy. Vì ngày trước ấy, những cái máy cổ họ không có ống kính zoom, nghĩa là nó chỉ ở tiêu cự cố định thôi, f bằng 35, f bằng 50, f bằng 75 hoặc f bằng 125. Thì đấy là cái ống kính trung bình, những cái ống kính dễ sử dụng nhất. Ngoài ra một ống kính tele ấy, gọi là ống kính tiêu cự dài ấy, thì nó dài này thì nó sẽ chụp ảnh được ở xa, chụp ảnh được rất xa, nhưng mà giá thành nó đắt. Ưu điểm của nó góc hẹp thôi, vì nó chụp được xa, cái ảnh nó thu được góc hẹp, nhưng mà cái ống kính đó có chất lượng rất là tốt nên là thể sử dụng chụp chân dung thì không bị mặt biến dạng. Thế bạn lưu ý là không sử dụng ống như ống 35 ấy, hay ống nhỏ ấy để chụp chân dung thì nó gây biến dạng mặt rất là béo và trông rất kinh. Đấy. Thì việc mà mua một cái máy ảnh ấy, thì chúng ta chỉ quan tâm nhất là lens này. Nếu mà bạn nào không biết tháo lens này, không biết tháo cái ống kính như ra, thì các bạn vặn cái tốc độ B này, tốc độ B đây, vặn vặn cái tốc độ B, tốc độ B là tốc độ phơi sáng ấy. Bạn mở cái cửa sáng rộng nhất này, đây tôi nói là 1,9 đấy. Bạn mở cái vỏ máy ra. Bạn ấn này. Đấy luôn, nó mở rộng mà bạn nhìn qua xem máy lens này có bị mốc dễ che, có bị chấm bụi không. Thực ra tất cả các máy ảnh mà mua về Việt Nam này, cái khí hậu quá khắc nghiệt, độ ẩm cao kiểu gì bị mốc. Quan trọng mốc đến đâu người ta chấp nhận được không và điều kiện bảo quản như thế nào. Như cái máy này là tôi mua ở bên Anh nha, máy chưa sử dụng, mua ở bên Anh vào năm 2013 khoảng 52 bảng. Mặc dù mới tinh về không mốc nào, nhưng về một thời gian nó cũng bị một chút thôi, nhưng độ nét vẫn rất tốt. Hay là hệ thống máy có hệ thống đo sáng tự động hay không. Đây, máy này là có hệ thống đo sáng tự động, nhưng mà thực ra những cái máy ảnh đời cũ ấy, thì phần lớn hệ thống đo sáng của chúng nó đã bị hỏng hết rồi. Cho nên là chúng ta chụp bằng kinh nghiệm. Đó, chúng ta giải quyết ba vấn đề là tiêu cự, tức là độ nét, khoảng cách từ vật đến đối tượng cần chụp, tốc độ chụp và cái độ mở của cửa mà cửa cửa ống kính ấy, cửa sáng điều khiển ống sáng ống kính như này, là chúng ta đã thể giải quyết được rồi. Với cái máy Nga như như kiểu hôm nay thời tiết như này
thì để 5,6 tốc độ 60 và các bạn lấy nét và chụp cho xong, bạn lên phim đó. Và bạn chắc cho xong. Nhưng mà ưu điểm, cái nhược điểm của cái máy phim này là bạn phải tráng phim, nghĩa là bạn chụp đang chụp mà bạn tháo cái này ra mà phim mà tiếp xúc với ánh sáng thì toàn bộ cái công lao chụp của bạn thì không còn giá trị gì nữa. Đấy. Cho nên là bạn phải tráng phim. Những cái máy này thì chụp rất là đẹp. Bạn có thể mua phim Kodak hay là mua phim Fuji, nó khoảng 30 35 nghìn một cuộn. Và chụp xong thì chúng ta đem cho cửa hàng họ ý sẽ tráng cho chúng ta và scan ra file. Chúng ta thể up lên máy tính. Còn với những cái chúng ta chụp phim đen trắng thì chúng ta thể tự tráng rửa ở nhà. Cái bộ dụng cụ tráng phim nó gồm một cái quy tráng phim khoảng 700 nghìn. Thuốc chung quy khoản tất tần tật dụng cụ tráng phim khoảng 2 triệu. Và một cái máy phóng nữa tầm 2 triệu, chúng ta thể tự tráng rửa ảnh đen trắng ở nhà giống như những nghệ sĩ nhiếp ảnh ngày xưa họ tự làm ấy. Đấy, phía trên là tôi đã trình bày tất cả những vấn đề để cho các bạn hiểu về cái máy cơ. Đấy. Các bạn lưu ý một số máy màng chập này, đây là màng chập bằng vải. Cái máy Nga xưa màng chập bằng vải, một số máy máy ký ép màng chập bằng thép. Bractica màng chập cũng bằng thép. Thì đương nhiên máy bằng thép thì nó máy nào cũng có ưu nhược điểm mà. À, nên bạn có trong tay máy nào cũng chụp được. Tôi đã từng chụp những cái máy của Weta, à không phải Weta, cái máy của Đức ấy, họ ấy, máy đời cổ ấy, mức mà không có cái thước đo tiêu cự này, nên là bạn cũng không có cái lấy nét bằng điểm nhiễu hay là lấy nét bằng hình chụp chập với nhau, nên là phải lấy nét bằng kinh nghiệm thôi, xem đối tượng ở bao nhiêu mét thì vậy. Cái máy rất là cổ. Trên là tôi đã trình bày tất cả những vấn đề mà một những người mới sử dụng máy ảnh, đặc biệt là máy phim cần biết. Chúc các bạn thành công và chụp được nhiều bức ảnh đẹp.